trong căn nhà của tôi thì tôi thích nhất là cái không gian làm việc. Thì thông thường thì mọi người hay đặt cái nơi làm việc ở một cái góc riêng biệt, yên tĩnh. Nhưng mà với cái căn hộ của tôi thì tôi thiết kế cái nơi làm việc của mình nó mang một cái điểm nhấn, một cái ấn tượng đặc biệt. Đó, thì đây còn là một cái nơi mà để cho tất cả các thành viên có thể cùng làm việc, thư giãn, đọc sách hay cũng có thể uống cà phê và trao đổi công việc. Đó, thì thiết kế có một cái bar nhỏ ở bên cạnh phía cửa sổ để có thể ngồi và nhìn ra cái không gian bên ngoài. Và cái nơi này cũng là cái nơi mà có thông thoáng nhất. Đây là một cái không gian mà mình đánh giá là rất là thoáng trong căn nhà và cũng có nhiều nắng trời nhất. Đó, thì mình rút kinh nghiệm từ khi mà cái thời điểm mà work from home, nếu mà có một cái không gian như vậy thì thực sự ra là mình cũng không cần thiết phải đi ra ngoài. Tôi thích cái tông màu trầm, những cái gam màu lạnh ấy, nó mang lại cho tôi một cái cảm giác sạch sẽ, hiện đại và nó lâu lỗi thời. Đó, thì mỗi góc trong căn nhà thì mình cũng đặt những cái điểm nhấn mà có những cái nốt trầm sâu, tạo cho mình một cái cảm giác yên bình, thư giãn khi mà mình trở về nhà. Một cái cuộc sống hiện đại ấy, thì thường là mình hay bị cuốn vào cái guồng quay của công việc. Chính vì vậy nên là mình muốn khi mà mình trở về nhà thì mình được thoải mái nhất. Đó, thì mình có nhờ các cái bạn kiến trúc sư lên cho mình một cái ý tưởng để có một cái không gian mà tất cả các cái không gian trong nhà đều được kết nối với nhau. Chính vì vậy nên là mình có sử dụng cái hệ thống rèm đèn smart mà mình có thể tích hợp vào cái điện thoại của mình để mình có nhiều thời gian để mà nghỉ ngơi cũng như là chăm sóc con cái. Mình nghĩ nhà là nơi để về và mong muốn là sau cái cánh cửa mà khi mình bước vào nhà thì mọi cái giông bão, mọi cái áp lực đều dừng ở sau cánh cửa đó. That you're doing fine cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality.